Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi trở thành đệ tử Vân Điện, La Tranh đã bị Ninh Vũ Điệp chiếm quyền sử dụng cơ thể và đi khiêu chiến với tất cả đệ tử trong tông môn. Lúc bấy giờ, Tiểu Điệp vừa dùng danh nghĩa của hắn cho Trác Bất Phàm một bài học thì nàng chợt nhớ ra phải để hắn tự tu luyện. Nghĩ là làm, La Tranh đã ngay lập tức lấy lại được quyền kiểm soát bản thân. Thế nhưng đúng lúc ấy, Trác Bất Phàm đã tức giận và liều mạng phóng thích ra phá diệt nhất thương. Trước tình thế ấy, La Tranh bạo phát ra vạn sát sinh tử luân đón đỡ. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, tiếng nổ âm âm bạo phát. Ngay sau đó, Trác Bất Phàm bị đánh cho thổ huyết rồi trực tiếp ngất đi. Thấy vậy, sư huynh của tên gia hỏa này là Trác Phi Lăng đã ra tay trả thù cho gã. Tu vi của Trác Phi Lăng chính là cảnh giới chiếu thần cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là tiến vào chiếu thần trung cực. Cường giả bậc này mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ đối thủ nào trước đây của La Tranh, nhưng mà Trác Phi Lăng vừa đâm ra một thương, bỗng nhiên thân hình La Tranh lóe lên một cái, vậy mà lại bay lên. Thấy cảnh này, đám đệ tử tinh anh đang vây xem lập tức trợn tròn mắt, không phải tên này mới là tinh thiên cảnh sao, dựa vào cái gì mà bay được thế? Cũng trong lúc này, tại một gian phòng lớn, Tiểu Điệp ngáp một cái, cười nhàn nhạt nói với người bên cạnh. Được rồi, hôm nay để La Tranh nghỉ ngơi trước đã, để hắn khiêu khích bọn họ lần nữa. Tốt nhất để họ tức giận một chút, nếu không ngày mai sẽ không còn gì để chơi nữa. Còn La Tranh lúc này lại giống như một con rối bị giật dây, hai mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng miệng thì hét lớn. Tinh anh Vân Điện, toàn bộ đều yếu kém như vậy sao? Sau này, mỗi ngày ta đều sẽ đến đây nhận thử thách của các ngươi, xem đám sâu kiến các ngươi rốt cuộc mạnh thế nào. Bay một vòng trên không trung, rồi La Tranh mới vù vù rơi xuống. Hắn lấy lại được quyền khống chế cơ thể mình, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngay sau đó, hắn quyết định sẽ về phòng tu luyện. Tối đó, La Tranh cũng có lĩnh ngộ mới đối với vạn sát sinh tử luân khi dùng trong thực chiến. Suốt cả đêm, hắn cũng tranh thủ thời gian tu luyện. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, La Tranh liền cảm thấy có từng đợt dao động năng lượng đến gần mình. Hắn vẫn chưa kịp né tránh thì cảm thấy cơ thể mình run lên. Hiển nhiên lại bị mất quyền khống chế mà bị đưa đến đấu trường, sau đó nói ra mấy lời ngông cuồng khiêu chiến với các cao thủ tinh anh Vân Điện. Hiển nhiên, Trác Phi Lăng sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù này, gã tiến lên cùng La Tranh giao chiến. Đáng nói là cứ mỗi khi La Tranh gần như kiệt sức thì Tiểu Điệp lại ra tay. Bởi thế không lâu sau, La Tranh rốt cuộc cũng có thể đánh bại tên gia hỏa này. Chứng kiến trận đấu vừa rồi, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Nếu không phải La Tranh kiêu ngạo như vậy thì thực ra phần đông bọn họ đều cảm thán thực lực của hắn. Tinh thiên cảnh đã lợi hại như vậy, đến lúc bước vào chiếu thần cảnh há chẳng phải có thể khiêu chiến với thần đăng cảnh hay sao? Cứ thế, theo thời gian trôi qua, La Tranh từ trong chiến đấu ngày một tiến bộ nhanh chóng, nhưng hắn cũng trở thành mục tiêu truy sát của toàn bộ đệ tử tông môn. Hôm ấy, khi vừa chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đám người ở đấu trường thì La Tranh bất ngờ chạm mặt Tiểu Điệp. Lúc bấy giờ, sau khi cho người điều tra, Ninh Vũ Điệp biết được muội muội của La Tranh là La Yên chính là nữ nhân sở hữu tử cực âm thể. Nhưng bên phía Thanh Vân Tông không ai báo chuyện này lên trên, làm cô nàng vô cùng khó hiểu. Chính vì thế hiện tại, nàng muốn gặp La Tranh hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng, đối với lời chất vấn của nàng, La Tranh lạnh giọng đáp. Chuyện liên quan tới an nguy của Yến Nhi, trước khi điều tra rõ, ta sẽ không nói cho ngươi có thân phận không rõ ràng. Nghe vậy, Ninh Vũ Điệp tức giận, bắn ra một tầng băng phong chặn mất đường đi của La Tranh. Sau đó, nàng lớn tiếng quát. Uổng công ta có lòng giúp đỡ ngươi tu luyện chiến đấu. La Tranh cười khẩy, hắn cũng giận dữ gằn giọng lên. Lòng tốt của ngươi khiến ta bị toàn bộ người của tông môn truy sát. Thân là điện chủ Vân Điện cao cao tại thượng lại bị một tiểu bối lớn tiếng chấp mặt mình. Ninh Vũ Điệp rốt cuộc cũng nổi trận lui đình. Trước giờ chưa có ai dám đứng trước mặt nàng làm ra hành động thiếu suy nghĩ ấy. Bởi thế chỉ trong tích tắc, trên tay nàng kết ấn huyễn hóa ra một vài động tác. Lát sau, La Tranh đã bị nhấn chìm dưới mặt nước. Mặc cho hắn cứ thế dãy giụa và vùng vẫy, Ninh Vũ Điệp quyết tâm cho hắn một bài học. Thế nhưng thời gian trôi qua, La Tranh sau một hồi chống cự vô ích đã hoàn toàn ngất đi. Lúc bấy giờ, Tiểu Điệp biết mình đã hơi quá tay. Sau khi kéo hắn lên bờ, nàng sốt sáng gọi tên hắn với giọng điệu và dáng vẻ vô cùng lo lắng. Đến đây thì cũng hết tập 73 Bách Luyện Thanh Thần. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!